Chiều ngày 31 tháng 8, Ban cưỡng chế thu hồi đất theo quyết định số 5356 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban dân huyện Thủy Nguyên tổ chức họp vận động đối thoại với các hộ dân thuộc diện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Gấm tại xã Tân Dương. Đồng chí Nguyễn Văn Viển, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện các hộ dân khẳng định ủng hộ chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Gấm của thành phố. Tuy nhiên, các hộ kiến nghị Ủy ban dân huyện cần xem xét xác định lại nguồn gốc đất, cấp thêm tái định cư cho hộ phụ, xem xét chuyển cấp tái định cư từ hộ phụ thành hộ chính. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của các hộ dân, đại diện các phòng ban chuyên môn của huyện Thủy Nguyên đã trả lời kiến nghị cụ thể đối với từng hộ dân, qua đó khẳng định việc xác định nguồn gốc đất đai được thực hiện trên cơ sở các hồ sơ tài liệu của từng gia đình cung cấp và các tài liệu pháp lý. Việc xét duyệt tái định cư cũng được triển khai bài bản theo đúng các quy định của pháp luật từ xã đến huyện. Căn cứ vào các quy định và các hồ sơ tài liệu, các hộ cung cấp cho các cơ quan chức năng phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đảm bảo đầy đủ và tối đa quyền lợi hợp pháp của các hộ. Trên cơ sở kiến nghị của các hộ dân, trả lời của các phòng ban chuyên môn, đồng chí Nguyễn Văn Viển, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện khẳng định, trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án nói chung, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Gấm nói riêng, để đảm bảo mọi quyền lợi chính đáng hợp pháp của người dân, huyện áp dụng vận dụng tối đa cơ chế chính sách hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Cũng với tinh thần này, trên cơ sở kiến nghị của các hộ dân tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Viển, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện giao tổ công tác các phòng ban chuyên môn của huyện rà soát lại lần cuối cùng các kiến nghị của từng hộ dân hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 tới. Do đó, đề nghị các hộ dân tiếp tục cung cấp các hồ sơ tài liệu liên quan để chứng minh quá trình sử dụng đất ổn định, liên tục hoặc chứng minh việc ăn ở, sinh sống trên diện tích đất thuộc phạm vi thu hồi, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận, ủng hộ dự án, nhận tiền, bàn giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án theo đúng yêu cầu của thành phố.